thẩm phán Kaplan dọa đuổi ông Trump khỏi phòng xử án vì gây rối trong phiên tòa liên quan tới cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo Jim Carroll. Ông Donald Trump có quyền xuất hiện ở đây, nhưng quyền đó có thể bị tước nếu ông gây rối. Nếu ông coi thường lệnh của tòa, e là tôi sẽ phải cân nhắc quyết định mời ông rời phiên tòa. Có lẽ ông đang muốn tôi làm như vậy. Thẩm phán liên bang Mỹ Lewis Kaplan nói với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên tòa tại New York hôm 17 tháng 1. Luật sư Sean Crowley, đại diện cho cựu nhà báo Jim Carroll, trước đó nói rằng ông Trump đã không nghe theo yêu cầu nói nhỏ tiếng của thẩm phán và cựu Tổng thống còn tiếp tục chỉ trích phiên tòa là cuộc săn phù thủy và lừa đảo. Ông Trump đang dự phiên tòa liên quan tới cáo buộc phỉ báng cựu nhà báo Carroll. Thẩm phán Kaplan cho biết phiên tòa dự kiến kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Bà Carroll, 80 tuổi, cáo buộc ông Trump có hành động tấn công tình dục khi hai người gặp nhau ở một trung tâm thương mại tại New York năm 1996. Cựu Tổng thống Mỹ phủ nhận, tuyên bố bà Carroll không phải ngu của tôi và hoàn toàn dối trá. Bà Carroll sau đó kiện ông Trump vì tội phỉ báng tại tòa New York vào tháng 11 năm 2019 và tiếp tục đệ đơn tháng 11 năm 2022. Tòa án New York tháng 5 năm 2023 nói ông Trump phải bồi thường $5 triệu. Ông Trump kháng cáo và tái khẳng định câu chuyện của bà Carroll là giả và do một người điên rồ dựng lên. Phía bà Carroll sau đó điều chỉnh vụ kiện, yêu cầu bồi thường $10 triệu.